lối sống hưởng thụ, buông thả của một bộ phận giới trẻ từ lâu đã luôn gây nhức nhối trong dư luận. Tiêu xài hoang phí, lạm dụng chất kích thích, coi trọng vật chất hay hành xử tùy tiện, không ý thức được các quy tắc ứng xử cơ bản trong cộng đồng. Đáng lo ngại là lối sống vô trách nhiệm, ích kỷ, xói mòn về đạo đức như vậy lại đang có chiều hướng gia tăng. Người trẻ sẽ du nhập tất cả những thứ của nước ngoài về ấy. Vấn đề one night stand ấy, thì nó là một cái kiểu du nhập ấy. Vấn đề nó khá là nhạy cảm, như thế nào trong trường lớp hay là dưới nhà trường, người ta cũng không có giáo dục về cái vấn đề tình cảm. Bố mẹ thường là hay sẽ mua cho con những cái thứ đồ mà kiểu cảm thấy là cung cấp cho con điều kiện tốt ấy, như kiểu là đồ hiệu này, những cái nền tảng số đang lan tràn những cái clip về các cái bạn như thế, thì đúng là phụ huynh rất là lo lắng về vấn đề đấy. Đó mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Trào lưu khoe mẽ, phô diễn cuộc sống xa hoa đang thịnh hành của nhiều cậu ấm cô chiêu hiện nay đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến nhận thức của bạn bè đồng trang lứa, và hệ lụy là đã có những người ở tuổi vị thành niên bất chấp vay lãi nặng nhằm phục vụ mục đích ăn chơi, đua đòi để rồi phải nhận những kết cục đau lòng. Trong một cái thế hệ mà những người trẻ họ nhìn nhận mọi thứ bằng những cái định lượng vật chất, những cái hệ giá trị ở xung quanh đó nó sẽ bị hai màu đi rất là nhiều. Giá trị về văn hóa, những cái giá trị về đạo đức bị hạ xuống. Lối sống đó nó sẽ tác động rất là tiêu cực đến cái nhận thức của thế hệ trẻ. Thực trạng nêu trên là hồi chuông báo động về xu hướng sống lệch chuẩn, sa sút đạo đức ở một bộ phận giới trẻ. Vậy nguyên nhân từ đâu? Chưa làm ra tiền, xong được sự chu cấp chiều chuộng của gia đình để rồi vung tay sắm sửa quần áo, giày dép, đồ hiệu, liên tục chạy đua theo đồ công nghệ. Đàn đúm, la cà, quan xá, chỉnh màng học hành đang là lối sống của không ít bạn trẻ hiện nay. Và trong số đó có nhiều bạn lớn lên trong gia đình không có điều kiện khá giả, thậm chí còn khó khăn, thiếu thốn. Và việc đầu tư quá nhiều thời gian cũng như tiền bạc cho bản thân của các bạn trẻ là một phần do đua đòi, một phần muốn nổi trội với bạn bè, tạo sự thu hút và chú ý đối với bạn khác giới. Tuy nhiên, ít người biết rằng những đồng tiền đang tiêu xài không phải tự nhiên mà có, mà đó là mồ hôi và là công sức, thậm chí cả nước mắt của cha mẹ. Hôm nay chúng tôi mời tới trường quay nhà báo Hoàng Anh Tú. Anh được biết đến với cái tên là anh Chánh Văn, đã có một thời gian làm rất lâu ở trong báo Hoa Học Trò. Anh Chánh Văn là một người thường xuyên đối thoại và viết thư trả lời những tâm tư tình cảm của giới trẻ ở những năm 2000. Xin chào nhà báo Hoàng Anh Tú ạ. Tôi mới bắt đầu nghiên cứu về TikTok, tức là một cái ứng dụng rất là phổ biến của giới trẻ. Bây giờ tôi đang muốn tìm hiểu là các bạn trẻ họ đang sử dụng cái đó với mục đích như thế nào. Thì phải thừa nhận là các bạn trẻ bây giờ về sản xuất nội dung rất hay và thông minh, sáng tạo. Thế nhưng mà ở trong cùng song hành với đó thì tôi thấy là phải chiếm đến 70% chỗ còn lại là những xu hướng về khoe của này, khoe sự giàu có, khoe sang chảnh, quần áo đẹp. Và những cái phần mà trí tuệ thông minh thì lại thu hút rất là ít so với cả những cái phần còn lại. Tức là đó là một cái xu hướng chung bây giờ chúng ta phải thừa nhận. Có thể nói là các bạn trẻ đang nhìn vào những ngôi sao ở trên mạng với lối sống hưởng thụ, với những cái sự xa hoa, nhưng mà họ không cần biết đằng sau những cái đó là cái gì. Chí và tôi cũng đều là những người làm báo. Chúng ta cũng không muốn rằng là chê bai những đồng nghiệp của chúng ta. Nhưng hàng ngày chúng ta mở báo lên, chúng ta sẽ thấy rằng là ca sĩ X vừa mua một cái xe 5 tỷ, ca sĩ Y vừa coi như là tậu một cái nhà coi như là 10 tỷ. Rồi là gì nhá, xem đồ hiệu của người này, đồ hiệu người kia. Rõ ràng rằng là chính báo chí của chúng ta, chính những đồng nghiệp của chúng ta đang tạo cho những người trẻ nhìn cái sự hào nhoáng như thế, và không hề có một tí gì để nói rằng là cái sự lao động của những người ý ở đâu. Nó dẫn đến cái chuyện là trên YouTube trước đây và trên TikTok bây giờ tràn ngập khoe của, và nghĩ rằng là cái việc mà chúng ta khoe như thế thì chúng ta sẽ nhận được nhiều cái sự quan tâm hơn. Giới trẻ đang khẳng định sự tồn tại của mình bằng cái thước đo đồng tiền. Và tôi nghĩ rằng là nó cũng bắt đầu từ cái việc rằng là người lớn của chúng ta, những bậc cha mẹ đang đem cái cơm áo gạo tiền về than thở quá nhiều với con cái, và đưa những cái thước đo về tiền truyền đạt lại con cái, và khiến cho con cái nhầm tưởng về cái việc rằng là giá trị một con người là đo trên tiền. Giới trẻ tìm mọi cách để có thể kiếm được tiền từ cái việc khoe thân. Tôi thấy ở trên mạng xã hội là có những cái group là gần như chỉ để các bé gái có thể khoe thân. Khi mà tôi đọc những cái bài báo về những YouTuber đã kiếm tiền nhiều nhất trong năm qua, tôi trò chuyện với con trai tôi thì tôi thấy rằng là rõ ràng trong cái top 100 đó thì có đến coi như là 60% đều là những cái gọi là chửi bậy.
Chúng ta nhìn thấy rằng là từ những cái gọi là vụ huấn hoa hồng khá bảnh các kiểu, tức là chửi bậy ở trên mạng là được hâm mộ, thì trẻ con cũng đã học theo cách đấy. Tôi có viết một phóng sự về giới trẻ, cũng về cái lối sống, và tôi đã đi rất nhiều địa điểm, trong đó một địa điểm đó là Bệnh viện Tâm thần Trung ương chẳng hạn. Ví dụ như cách đây khoảng 6 năm thì đa số những bệnh nhân trẻ ở trong đó đều là những cậu bé nghiện game, nhưng về sau này thì nó lại thay đổi hoàn toàn. Các bạn nữ xuất hiện rất là nhiều ở trong đó là do sử dụng ma túy. Tôi mới nói chuyện là tại sao em sử dụng ma túy, thì bạn ấy nói là em béo và em không thể tập thể dục được, thì bạn ấy sẽ sử dụng ma túy đá để giảm cân, và từ đó lại hệ lụy ra nghiện. Và cái thói quen đấy của bạn ấy cứ truyền từ người này sang người khác, và họ sẽ sử dụng bằng nhiều hình thức khác nhau, gọi là hiệu ứng quả bóng tuyết ấy. Tên là cứ càng lan càng to và chơi càng nhiều thứ, và đến lúc mà bị vấn đề về thần kinh rất là lớn thì gia đình mới phát hiện ra được. Cái chất hướng thần hiện nay nó quá ngọt, nó là cái chất mềm, nó bắt đầu từ những cái gọi là những cái nụ cười bằng bóng cười, nó bắt đầu từ một cái gọi là một cái sự coi như là thư giãn. Rõ ràng rằng là nó rất là dễ dàng, trong khi người lớn của chúng ta vẫn hình dung rằng là ma túy như những cái tấm áp phích mà chúng ta nhìn thấy là lưỡi hái ở đen xì các thứ, chúng ta vẫn hình dung như thế, mà chúng ta không nhìn thấy rằng là những cái chết là êm ái nó đang xung quanh, nó tiếp cận rất là sát. Ngay gần đây khi chúng ta nghe báo chí về cả truyền hình, chúng ta biết đấy là ở Quảng Ninh 10 cô bé cậu bé đã mua một cái gọi là cái kẹo ở bên ngoài và sau đó vào thì xét nghiệm ra là dương tính. Rõ ràng chúng ta nhìn thấy quá nhiều những cái cạm bẫy xung quanh, nhưng mà dường như người lớn của chúng ta đang thiếu đi kỹ năng cần thiết để mà có thể là cảnh báo cũng như là ngăn ngừa những cái điều đó. Gần đây tôi có lên mạng và tôi được chứng kiến cái gọi là cái hội nhóm gọi là thù ghét cha mẹ. Rõ ràng thế hệ của chúng ta ngày xưa không bao giờ như thế. Lên án cha mẹ của mình thôi, chắc chắn là bạn bè xung quanh sẽ phản ứng một cách rất là dữ dội. Nhưng bây giờ tại sao có một cái nhóm đến hàng chục ngàn đứa trẻ cùng vào với nhau và cùng lên án cha mẹ như thế? Tôi nghĩ rằng là đã đến lúc cha mẹ sẽ phải nhìn nhận lại rằng là mình đang giáo dục con như thế nào, mình có thất bại hay không trong cái việc giáo dục con cái. Vài năm trở lại đây, hình thức mại dâm mới, trá hình dưới dạng bố nuôi, con nuôi, sugar daddy và sugar baby trở nên phát triển. Bằng cách này, những người đàn ông lớn tuổi sẽ thỏa thuận với các cô gái trẻ để cặp kè và đổi lại phải chu cấp một khoản tiền nhất định mỗi tháng. Còn các cô gái, trong đó có không ít đối tượng là sinh viên, học sinh, sẽ làm những gì mà đôi bên thỏa thuận. Khi mà anh kiếm được 12, 15 triệu một tháng, anh có muốn kiếm đến 30 không? Công việc vất vả đi, trẻ đi ngủ với người ta mà. Không muốn làm mà vẫn đòi có ăn, nhiều thiếu nữ còn sẵn sàng bất chấp và không ngại ngần khoe thân trên mạng xã hội chỉ để đổi lấy danh tiếng ảo, tăng lượt tương tác, theo dõi và kiếm lời từ người xem. Nếu không ngăn chặn kịp thời, xu hướng sống lệch lạc này có thể lây lan trong giới trẻ, ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của xã hội, dẫn đến hậu quả khôn lường. Trong thời gian gần đây, khi cơ quan pháp luật bắt giữ rất nhiều đường dây về ma túy, mại dâm và cờ bạc, thì ở trong đó xuất hiện rất nhiều những ngôi sao ở trên mạng, đó là những cô gái rất là trẻ, những cậu bé luôn luôn chứng tỏ mình là thành đạt với những cái công việc lương thiện, nhưng hóa ra không phải. Chúng ta nhìn thấy còn có cả cái xu hướng mại dâm đời mới, nó gọi là sugar baby với sugar daddy, tức là một dạng gái bao, tức là bởi vì các bạn trẻ đang sống quá gấp và với cái mức độ tiêu tiền như vậy thì không có một cái thu nhập gọi là sạch sẽ nào có thể đảm bảo được một cái đời sống ở trong một chung cư cao cấp, có xe đẹp, có túi xách đồ hiệu và phấn son như vậy. Chúng ta có thể nói là đang rất lo lắng cho chính cả con cái mình đang ở nhà, đúng chính không? Chính xác. Kể cả khi mà chúng ta nhìn thấy con chúng ta đang ngồi trong phòng thôi, nhưng mà chúng ta cũng không bao giờ biết là nó đang ở đâu. Ở một cái cuộc sống hiện tại bây giờ, mọi thứ đều rất là dễ dàng. Đường dây coi như là đánh bạc 30.000 tỷ. Rõ ràng chúng ta nhìn con số thấy cực kỳ kinh khủng, nhưng mà cái thứ mà chúng ta thấy kinh khủng hơn đó là những cái gọi là những cái cô cậu rất trong là trẻ ở trong đường dây đó, là những người làm marketing, là những người đọc lệnh, là những người trợ giúp khi mà chúng ta lên mạng. Rất là dễ để chúng ta tìm thấy một cô sinh viên, thậm chí là lớp 12, là sẵn sàng đề nghị với chúng ta rằng là hãy trở thành daddy của em đi, chỉ có 5 triệu, 10 triệu một tháng thôi. Ngày xưa cha mẹ chỉ cần khóa cửa lại
mang chìa khóa đi, con có thể an toàn, con có thể lớn lên một cách rất là ngoan ngoãn. Nhưng còn bây giờ không có một cái khóa nào, chúng ta không bao giờ biết được con của chúng ta đang làm gì. Một cái trào lưu mà tôi nghĩ là nhiều cha mẹ sẽ không bao giờ để ý đến, đó là không để avatar khi sử dụng Facebook. Rất nhiều những đứa trẻ hiện nay như thế. Tức là gì? Tức là nó vô hình luôn. Nó vô hình với xã hội, nó vô hình với tất cả mọi người, nhưng nó có cái cuộc sống của nó, nó có những cái hội nhóm của nó. Cách đây 3 năm tôi có tham gia một cái khóa gọi là đi dạy cho các cháu học sinh từ lớp 6 cho đến lớp 12 về các kỹ năng sử dụng mạng xã hội và cũng như để nghe tâm tư tình cảm. Thì tôi mới biết rằng đó là một thế giới hoàn toàn mới lạ với mình. Nhận thức về vật chất, về tư duy, tất cả các thứ đều khác. Những cái thế hệ các cháu đang ở tuổi hình thành nhân cách phải có một cái nhận thức nhất định chứ. Chứ không thể để các con trôi nổi và tự dạy nhau bằng những cái kiến thức ở trên Internet và để cho những cái ngôi sao mạng nó nhồi nhét vào trong đầu những cái thứ tư duy mà tôi nghĩ là không đúng như vậy. Chúng ta đã hơi muộn với những đứa trẻ bây giờ, thậm chí chúng ta chậm khi mà bóng cười bắt đầu bùng nổ. Ở ngay bên cạnh các trường là đều có những cái quán bar hoặc là những quán cà phê sẵn sàng cho bóng cười mà chúng ta không nhìn thấy đâu. Một cơ quan nó chức năng, nó là một cái bước khởi đầu. Cho đến khi mà các cơ quan chức năng cấm bóng cười thì lúc đó bọn trẻ đã nói rằng là chỉ có bọn nhà quê mới dùng bóng cười thôi. Rõ ràng chúng ta đang đi đuổi theo. Tôi vẫn cho rằng là mạng xã hội hay là cái cuộc đời thật, nó đều như nhau. Nó đều là cách hành xử của chúng ta. Cách hành xử của chúng ta khi sử dụng trên bàn phím và cách hành xử của chúng ta khi chúng ta đi ra đường. Nếu như mà chúng ta đồng hóa hai cái điều đó lại, chúng ta xây dựng cái cuộc sống văn minh, xây dựng cái gọi là cái cách hành xử văn minh, thì chắc chắn kể cả là khi con chúng ta lên mạng, nó cũng sẽ văn minh. Tôi gặp một anh là anh kiến trúc sư Đoàn Kỳ Thanh, thì anh ấy cũng có hai cô con gái rất là nhỏ. Từ nhỏ anh đã cho có phòng riêng nhưng không có cửa, chỉ có cái rèm. Thì tôi hỏi là các cháu là con gái sao anh không lắp cửa? Anh bảo là không, anh ấy tạo thói quen cho con, đó là thế giới riêng của con, nhưng mà bố mẹ luôn luôn có quyền bước vào. Tôi theo dõi những đứa con của anh Đoàn Kỳ Thanh sau rất nhiều năm, về sau các cháu học rất là giỏi, coi bố như bạn. Tức là tôi đang nói là cái câu chuyện cánh cửa không khóa là một tấm rèm, thì thực ra đó là một thông điệp rất là lớn, là bố mẹ phải là bạn với con cái để thấu hiểu, để điều chỉnh, coi như bạn bè trước khi làm cha mẹ. Làm bạn với con cái là cái việc mà chúng ta nói lại rất nhiều rồi. Nhưng mà nhiều người lại không làm nhưng, được anh ạ. Nhưng dường như là tất cả mọi người chỉ nói được thôi. Chỉ nói rằng là ok, bố mẹ sẽ là bạn với con. Tuy nhiên mày làm thế kia là không được. Miệng thì nói làm bạn với con, nhưng trong thâm tâm thì lại không. Chẳng hạn như một cái rèm thay vì cái cửa. Tức là chúng ta để một cái rèm, nhưng lúc nào chúng ta cũng kiểu là hé hé nhìn để cho các con nhìn thấy kể cả những cái sai của mình, xin lỗi các con, và có thể cùng các con sửa chữa những gì mà các con sai. Cái quan trọng nhất của chúng ta không phải rằng là chỉ cho con biết rằng là đi đến kia là ngã đấy, mà là gì? Hãy để nó đi đi. Và khi nó ngã, chúng ta đang đứng ngay bên cạnh nó. Chúng ta sẽ giải quyết cái việc đứng dậy của nó như thế nào, chứ không phải là chúng ta ngăn chặn như thế. Rất nhiều bậc cha mẹ coi con mình là nhất, đầu tư cho con rất rất nhiều thứ, cho con cái gọi là cái sự tự do, và nghĩ rằng là đấy là cái gọi là cái tôn trọng cái sự riêng tư của con, tôn trọng cái gọi là cái sự độc lập của con. Nhưng giữa rất rất nhiều những cái cạm bẫy như hiện nay, tôi nghĩ rằng là cái việc cha mẹ cho con không phải là sự tự do, mà là cha mẹ phải cho con một cái gọi là một cái lối về. Tức là gì? Tức là con ra ngoài kia có thể làm bất kể cái điều gì mà con cảm thấy rằng là con muốn làm, nhưng con luôn luôn biết trở lại có bố mẹ. Tôi nghĩ rằng là khi một đứa trẻ biết có lối về thì nó sẽ không bao giờ nó đi lạc đường cả. Xin chân thành cảm ơn sự có mặt của nhà báo Hoàng Anh Tú trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trước khi đổ lỗi cho những đứa trẻ có những cái lối sống ích kỷ, buông thả và hưởng thụ, thì đã đến lúc cũng cần phải thay đổi những biểu hiện lệch lạc trong suy nghĩ của chính cha mẹ. Chúng ta cần phải là bạn với con trước khi trách mắng chúng. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.